Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi Tý chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Tý, khai vận. xem tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi Tý âm lịch tháng này thuận lợi hay chắc trở chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của người tuổi Tý. Nếu như bạn chăm chỉ, cố gắng thì mọi khó khăn ắt cũng sẽ dần dần được giải quyết, song nếu như bạn chỉ ham mê theo đuổi thú vui của mình thì dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, thậm chí vướng tới chuyện thị phi, tranh chấp. Dưới tác động của nguyện lệnh lâm thai, về cơ bản, tháng này bạn có một trạng thái tinh thần khá lạc quan, tích cực, song lại dễ bị phân tán bởi các yếu tố bên ngoài dường như bạn khó có thể tập trung làm được bất cứ việc gì đặc biệt là trong những công việc khó hoặc khi đứng trước các sự lựa chọn bạn cũng quá ngây thư và dễ tin người nên thường đưa ra những phán đoán sai lầm tháng này cần để ý đến chuyện kết giao với bạn bè tránh xa những người mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến mình đồng thời bạn cũng nên dành thời gian lắng nghe người đi trước nhiều hơn chuyện làm ăn của bản mệnh cũng chưa có nhiều tiến triển tích cực Mọi việc dường như vẫn dậm chân tại chỗ bởi bạn không có đủ quyết tâm xông xáo làm việc. Do có hung tinh thiên cầu tác động, bạn còn dễ mất tiền bởi các hoạt động kiện cáo, chi tiêu tốn kém cho các vật dụng hàng ngày hoặc các vấn đề sức khỏe. Vận trình tình cảm không có dấu hiệu khởi sắc vào tháng 9 âm lịch này. Bạn và nửa kia vẫn thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi vì những quan điểm sống khác nhau khi chiến tranh nổ ra, bạn nên là người chủ động xuống nước, đừng ương bướng kéo dài khoảng cách với nửa kia vì như vậy là tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào. Tử vi tuổi Tý tháng 9 năm 2021 âm lịch về sự nghiệp. Người tuổi Tý thường quá xa đà vào chuyện ăn chơi, hưởng thụ trong tháng 9 âm lịch này do có nguyệt lệnh lâm thai tác động bản mệnh khó có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình thường xuyên bị phân tán vào những vấn đề khác nhau thái độ lơ là thờ ơ có thể khiến bạn phạm phải những lỗi sai không đáng có gây thêm phiền phức cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình tập trung cố gắng hơn nếu không thì bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ thậm chí tạo cơ hội để mọi người xung quanh vượt qua mình bản mệnh cũng cần chú ý hơn tới việc kết giao với bạn bè đồng nghiệp đừng nên dễ dàng tin theo lời rủ dê dụ dỗ của những người mình không thực sự quen biết họ có thể là kẻ xấu muốn đẩy bạn vào những cái bẫy đã được răng sẵn từ trước đó trong tháng có thiên cầu hung tinh xuất hiện bạn cũng cần phải hạn chế cái tính nóng này bộp chộp của mình khi vướng phải mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp bản mệnh hãy chú ý cách ăn nói hành xử nếu không muốn vướng phải chuyện tranh chấp thị phi mà nghiêm trọng còn có thể dẫn tới kiện tụng dù tháng này có nhiều khó khăn cần phải vượt qua, song bản mệnh cũng không nên quá bi quan hoặc thờ ơ, bỏ mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Trên thực tế, bạn vẫn nhận được sự trợ giúp của các tinh tả phù để chống đỡ xui xẻo do các hung tinh mang lại. Chỉ cần bạn chấn chỉnh bản thân, nghiêm túc làm việc thì sẽ hạn chế được sai sót, thậm chí biến thách thức thành cơ hội, khiến lãnh đạo nhìn bằng con mắt khác xưa. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tí âm lịch về tài lộc. Theo tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tí âm lịch, tình hình tài lộc của con giáp này chưa có nhiều biến động vào khoảng thời gian này, chủ yếu là bởi bản mệnh chưa thực sự tập trung, chưa có quyết tâm làm giàu. Cục diện nguyệt lệnh lâm thai khiến bạn thường quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, chưa xác định được hướng đi đúng đắn cho mình. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu một công việc nhưng lại dễ cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ để bắt đầu một nhiệm vụ khác chuyện chi tiêu cũng là một trong những yếu tố chính tác động đến tình hình tài chính của bạn bản mệnh thường thích chạy theo những nhu cầu phù phiếm thích vui chơi hưởng lạc nên tiền bạc vốn đã không có nhiều nay lại càng dễ dàng chảy khỏi túi bạn cần biết trong túi mình có bao nhiêu tiền trước khi mở hầu bao đồng thời phải luôn tự nhắc nhở bản thân sống tiết kiệm thì mới không rơi vào cảnh phải chạy vậy vay mượn người này người khác người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên dễ dàng tin tưởng vào người khác nếu có ai đó rủ dê bạn đầu tư những khoản thu lời lớn thì tốt nhất bạn nên cân nhắc cẩn thận hãy lường trước những khó khăn bất chắc mà mình gặp phải trước khi quyết định rót vốn làm ăn thiên cầu hung tinh cũng khuyên bạn chớ nên nóng nảy đẩy bản thân vào chuyện mâu thuẫn thị phi với bạn bè đồng nghiệp hoặc đối tác những chuyện này không chỉ khiến bạn mệt mỏi tốn thời gian giải quyết mà còn gây hao tài tốn của ảnh hưởng đến danh tiếng Từ vi tháng 9 năm 2021 tuổi tí âm lịch về tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi tí chưa có nhiều khởi sắc, dù dưới tác động của nguyện lệnh Lâm Thai, người độc thân trở nên cởi mở tự tin hơn trong các mối quan hệ. Bạn thường ham vui nên giữ quan hệ với quá nhiều các đối tượng khác nhau mà không thật lòng với bất kỳ ai cả. Thậm chí thói quen chơi bời phóng đãng còn khiến bạn vướng phải những chuyện phức tạp, khiến người khác có cái nhìn xấu về mình muốn tìm được một người thật lòng với mình, bản mệnh cũng cần phải đối xử chân thành với người khác. Nếu bạn cứ mãi giữ tâm lý vui chơi qua đường thì sẽ chẳng ai có thể tin tưởng dành tình cảm chân thành cho bạn. Với những người đã lập gia đình, vợ chồng bạn có dấu hiệu đồng sàng dị mộng. Hai người cần phải chuyện trò và tâm sự với nhau nhiều hơn để hóa giải những khúc mắc không nên giấu mọi chuyện trong lòng, không chia sẻ với người kia rồi lại tự mình nghi ngờ, suy diễn. Ngoài ra, bạn cũng cần phải hạn chế các mối quan hệ bên ngoài của mình, đặc biệt không nên quá thân thiết với người khác giới. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, đừng để kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình, khiến vợ chồng hoặc con cái mình phải chịu tổn thương. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tí âm lịch về sức khỏe. Về cơ bản, tình hình sức khỏe của người tuổi Tý không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại trong tháng 9 năm 2021 âm lịch này. Nhờ tinh thần lạc quan, tích cực, bạn không cảm thấy quá mệt mỏi ngay cả khi phải đối diện với những sự cố bất ngờ trong cuộc sống, trong công việc. Tuy nhiên, dưới tác động của thiên cầu, bạn vẫn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên trời bời, hưởng lạc quá độ khiến cơ thể mệt mỏi. Hãy có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý để cơ thể luôn ở trong trạng thái tốt nhất hàng ngày bạn nên sắp xếp một khoảng thời gian cố định cho việc rèn luyện sức khỏe khiến cơ thể dẻo dai và tinh thần minh mẫn hơn hãy chú ý cả chuyện ăn uống và sinh hoạt của mình chớ nên quá xa đà vào việc hưởng thụ cuộc sống trước mắt cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tý một mậu tý thuộc mệnh hỏa nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết không tập trung vào công việc dễ lơ là để xảy ra sai sót quý nhân thân sửu tiểu nhân mùi dậu màu sắc may mắn đen trắng hai canh tí thuộc mệnh thổ nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết chuyện làm ăn không có nhiều khởi sắc cần chú ý trước khi đưa ra quyết định quý nhân thìn sửu tiểu nhân mùi mão Màu sắc may mắn, bạc, xám. 3. Nhâm tí, thuộc mệnh mộc, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết nên đối xử chân thành hơn với mọi người nếu muốn tìm kiếm nửa kia phù hợp. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, mão, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. 4. Giáp tý thuộc mệnh kim, nam thổ tú, nữ vân hán khẩu quyết chú ý giữ gìn sức khỏe thường xuyên rèn luyện để nâng cao thể chất quý nhân sửu hợi tiểu nhân tuất ngọ màu sắc may mắn xanh dương trắng năm bính tý thuộc mệnh thủy nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết vợ chồng đồng sàng dị mộng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn quý nhân thân thìn tiểu nhân mão ngọ màu sắc may mắn ghi vàng kim cảm ơn các bạn đã theo dõi video